Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn cách làm món ba chỉ cuộn nấm kim châm áp chảo giòn thơm ngon đậm đà. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn đang muốn cải thiện khả năng nấu ăn trong thời gian ngắn thì hãy thử tìm hiểu về khóa học nấu ăn ngon online ở đường link tại mô tả của video này xem sao nhé. Chỉ với 20 phút là bạn đã có ngay món ba chỉ cuộn nấm kim châm áp chảo cực kỳ ngon, hấp dẫn với vị nấm giòn sượt dài ngọt bên trong và lớp thịt sông khói mặn mặn bên ngoài tạo sức hấp dẫn đến khó cưỡng. Nào chúng ta cùng lưu lại công thức và làm ăn nhé, thành phần, khẩu phần, hai người, nấm kim châm 200 gia. Thịt ba chỉ sông khói 4 lát, mè rang một muỗng cà phê, hướng dẫn thực hiện một nấm kim câm cắt bỏ gốc. Rửa sạch để ráo, cắt bớt phần thân cho nấm ngắn lại bớt và tách thành từng bó bằng nhau. Thịt sông khói cắt làm đôi. Đặt nấm kim châm vào giữa miếng thịt và cuộn tròn lại, dùng que xiên nhỏ cố định làm đến khi hết nguyên liệu, đun nóng chảo cho các que xiên thịt vào áp chảo đến khi các bề mặt thịt chín vàng giòn, nếm thơm là gấp ra được rồi nha. bày thịt ra dĩa, rắc mè lên trên là xong nha. hai, ba chỉ cuộn nấm kim châm áp chảo giòn thơm ngon, hấp dẫn tuyệt đối nhờ vào phần thịt béo ngon và nấm giòn sụt ngọt thanh. cuối tuần tụ tập bạn bè hay chuẩn bị một buổi ăn cho cả nhà thì hãy lưu lại công thức này ngay nhé.